Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nào. Sit in here, Phil. One day. Bây giờ thì mình sẽ đi ra khu vườn này. Câu hỏi đầu tiên, ok. Hết máy bay giấy rồi. Ở đây khi mà các bạn gặp Sin Hyun lần nữa thì chúng ta sẽ bắt gọi ngay.
rồi, và các bạn sẽ đi tìm tiếp ngôi nhà tiếp theo để trả lời câu hỏi số 3. Và lúc đấy thì các bạn sẽ đến điểm cuối cùng, và cuối cùng thì sẽ tẩu thoát khỏi nơi này, hoàn thành được chapter 1 của tựa game này. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, The Forest Monster Season here. Cánh cửa ở đây đang bị đóng, chặn chiếc xe của mình đâu. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi đường này, tìm một chiếc camera. Camera đã hoàn trở về chiếc xe nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 3. Xin đến here, The Survival. Let's go. Wow.
Finzofra. Hummus, các bạn phải tìm một chiếc búa. Ok, đã phá được chìa khóa rồi. Sau đó các bạn sẽ dẫn anh sang này, trốn thoát. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang gần thứ tư. Hai anh chàng xin đến được. Let's go. Lần này thì sẽ tiêu diệt 7 siêu hiệu. Let's go. Thank you.
và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Level 4. Level 5. Okay. Level 7. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hey, hey, so there he is, huh? I got you a nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet home. Thank you.
Now take me to my place. Rồi sau đó các bạn tiếp tục đến vụ tiếp theo. Ok. We got it. So và bây giờ thì mình sẽ sang tới đến tiếp theo. Rồi các bạn. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the sand store. Thank you.
được 1.500 tiền. Sau đó các bạn lại làm nhiệm vụ tiếp theo và kiếm tiền để mua những ngôi nhà đẹp và mua những chiếc xe đẹp. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. GTA 3, GTA San Andreas. Francis. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Okay, let's go. Và các bạn sẽ phải đi theo anh chàng màu áo màu xanh cơ. Để đây là một nhiệm vụ đầu tiên để các bạn gia nhập hội. Take back some, huh, CJ? Yeah! Ồ, mình nó bị leo. Nó còn xuống ống luôn. Things has changed around here. Motherfucker, you just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Get a job so you'll stop trying to kill people. What's going on? God bless. And beat him down with my billy club. Lật xe rồi, ok. Wow, vẫn chưa lật cơ. I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later.
Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. So, ok, mình sẽ phát dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.